Thi Nhung và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin 24 giờ qua và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, các bản tin liên quan trên thế giới sẽ mở đầu cho phần tin 24 giờ ngày hôm nay. Đã có hàng trăm chiếc xe cứu thương đến phong tỏa một xa lộ ở thủ đô Paris để phản đối chính sách cải tổ an ninh xã hội. Hàng trăm chiếc xe cứu thương đã đến phong tỏa một xa lộ lớn dẫn vào thủ đô Paris vào ngày thứ Hai năm tháng 11 để biểu tình phản đối chính sách cải tổ hệ thống an ninh xã hội do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký ban hành, vì cho rằng những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến những công ty bán hoặc cho thuê xe cứu thương. Nhiều tiếng còi xe đã vang lên khắp thành phố ngay vào thời điểm có khoảng 2.000 nhân viên làm việc trong ngành cấp cứu cùng nhau xuống đường tuần hành để lên án chính sách cải tổ vốn đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Đồng nghĩa với việc các bệnh nhân không còn được quyền lựa chọn công ty cung cấp xe cứu thương mà họ ưu tiên. Thay vào đó, các bệnh viện sẽ được chính phủ cung cấp khoản ngân sách cụ thể để thuê xe cứu thương đến vận chuyển bệnh nhân, dẫn đến việc họ không còn cần đến những công ty cho thuê xe đắt đỏ trong thời đại cạnh tranh giá cả gay gắt như hiện nay. Tòa án yêu cầu cựu quốc vương Bỉ đi xét nghiệm huyết thống DNA. Một tòa án kháng cáo tại thủ đô Brussels đã vừa ban hành xác định yêu cầu cựu quốc vương Albert đệ nhị của Bỉ đi xét nghiệm huyết thống DNA sau khi một nữ họa sĩ 50 tuổi mang tên là Delphine Pinsborough đã cương quyết cho rằng nhà vua là thân phụ của bà. Luật sư đại diện cho bà Boal vào ngày thứ Hai năm tháng 11 cho biết quốc vương Albert đệ nhị buộc phải đi xét nghiệm DNA trong thời hạn 3 tháng sắp tới, nếu không sẽ hiển nhiên được mọi người thừa nhận là cha ruột của nữ họa sĩ nêu trên. Cựu quốc vương 84 tuổi Albert đệ nhị vào năm 2013 đã chính thức thoái vị để nhường ngôi lại cho con trai là thái tử Philip sau hơn 20 năm trị vì. Suốt hơn một thập niên qua, quốc vương đã cương quyết bác bỏ vì có quan hệ phụ tử với bà Delphine Boal. Kết quả xét nghiệm DNA trước đây từng chứng minh rằng bà này không có quan hệ huyết thống với ông Charles Boyle, một trong những nhân vật giàu có nhất ở Bỉ Quốc. Saudi Arabia sẽ truy tố những người đã sát hại ký giả Jamal Khashoggi. Trong một thông điệp gửi đến Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Hai năm tháng 11, giới lãnh đạo Saudi Arabia cam kết sẽ truy tố tất cả những người tham gia vào vụ sát hại ký giả bất đồng chính kiến Jamal Khashoggi bên trong tòa lãnh sự Riyadh ở Istanbul. Người đại diện cho chính quyền Saudi loan báo quốc vương Salman đã ban hành sắc lệnh yêu cầu văn phòng công tố viên mở một cuộc điều tra tường tận cũng như thu thập những thông tin cần thiết để sớm đưa các nghi phạm ra trừng trị trước pháp luật, thể theo lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, trong đó có đồng minh lâu năm Hoa Kỳ. Giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ suốt nhiều tuần qua đã gia tăng áp lực yêu cầu Saudi Arabia công khai sự thật về cái chết của ông Khashoggi. Ngoài việc là thường trú nhân ở Hoa Kỳ, ông Khashoggi còn là cộng tác viên của tờ Washington Post. Ông đã vô cớ biến mất khỏi thế gian sau khi bước chân vào tòa lãnh sự Saudi ở Istanbul vào ngày 2 tháng 10. Iran sẽ vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani loan báo quốc gia của ông sẽ không tuân thủ theo các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt, vốn được cho là đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ Hai năm tháng 11. Giới lãnh đạo Tehran cho biết, chính sách chế tài này là quá tàn nhẫn, đồng thời vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh Iran suốt thời gian qua luôn tuân thủ theo thỏa thuận nguyên tử được ký kết với 6 cường quốc Tây Phương, viết tắt là nhóm P5 Plus One. Giới lãnh đạo Washington nói rằng mục đích của lệnh trừng phạt là nhằm để gia tăng áp lực, yêu cầu quốc gia Hồi giáo Iran từ bỏ chương trình phát triển hỏa tiễn nguyên tử, cũng như ngừng can thiệp vào cuộc chiến trong khu vực Trung Đông, điển hình là Syria. Hiện tại chỉ có 8 quốc gia là được Hoa Kỳ cho phép thu mua dầu hỏa của Iran sau khi lệnh trừng phạt bắt đầu được áp dụng. Chiếc phi cơ gặp nạn của hãng hàng không Lion Air đã từng bị hư thiết bị đo vận tốc trong 4 chuyến bay cuối cùng. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia viết tắt là KNKT vào ngày thứ Hai năm tháng 11 loan báo thiết bị đo vận tốc của chiếc phi cơ Boeing 737 Max thuộc hãng hàng không Lion Air vốn từng gặp nạn hồi tuần trước khiến cho toàn bộ 189 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã bị thiệt mạng.
đã xảy ra vấn đề trên 4 chuyến bay cuối cùng. Sơ sót này được tìm thấy sau khi giới chức trách tải xuống toàn bộ thông tin trong thiết bị ghi dữ liệu của chiếc phi cơ này. Người đứng đầu cơ quan KNKT của Indonesia là ông Suan Tanjo cho biết ông yêu cầu công ty sản xuất phi cơ Boeing rút kinh nghiệm cũng như đưa ra những biện pháp cần thiết để vấn đề tương tự không xảy ra trong tương lai. Bầu không khí ô nhiễm đe dọa tới cuộc sống của người dân tại New Delhi. Phẩm chất không khí tại miền Bắc Ấn Độ, trong đó bao gồm thủ đô New Delhi, đã giảm đi một cách đáng kể vòng thứ hai năm tháng 11 vì tình trạng thời tiết khắc nghiệt kèm theo những đám khói đen độc hại phát ra từ các cánh đồng. Các chuyên gia cho biết mức độ ô nhiễm có thể đe dọa tới hệ hô hấp, đồng thời dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng về mặt sức khỏe của người dân sinh sống trong vùng. Một số du khách từ phương xa đến thăm nói rằng họ cảm thấy vô cùng khó thở vì bầu không khí ngột ngạt, khiến cho chuyến bay bị mất vui. Bên cạnh đó, vào ngày thứ Tư 7 tháng 11 tuần này, người dân ở địa phương sẽ ăn mừng lễ hội Diwali, là dịp để các tín đồ Hindu giáo cùng nhau đốt pháo vui đùa trên đường phố. Điều này sẽ góp phần khiến cho phẩm chất không khí trở nên tồi tệ hơn. Chính phủ Ấn Độ tuyên bố họ đang xịt nước xuống toàn thủ đô New Delhi để đối phó với làn khói bụi độc hại, vốn được cho là bắt nguồn từ tình trạng xe cộ quá tải trên đường. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiệt Hạnh và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.